Còn anh đây đi. Đâu cho ba muốn. Rồi con này. Con này có gì? Có hậu. Dạ yeah, hay vậy. Con này có gì? Con chứa. Cái chứa. Con này có gì? Con hậu. Đâu phải, con có mũ. Con này có gì? Từ từ đi 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 ba từ từ. Có gì? Có gì đi đi. Nhắc em à. Con dưa. Yeah. Con gì? Có ử. Có ử. Cái tượng, cái tượng. Rồi bây giờ đúng, con này cũng chắc chắn cái ý nè. Con này có cái gì? Ê, à, có gì thôi, đi. Nè, có gì, để biết, em biết nói, em mới trả lời được, không sao. Đâu tin cô. Em trả lời được, tại vì biết con này nè, nãy con này đó là con bò đó chứ không, con này có gì? Con bò. Không phải. Nãy tim cô có chừng bơm phải. Con gì nó cởi cởi cọc 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 được. Bi đặc biệt lắm á Bi. Có gì? Quên rồi. Con, vậy đây có ngựa. Trời ơi, con bò vua mà có con bò. Có đi, có gì? Có đi. Chị muốn cơ thể con vua. Không phải. Con muốn cơ thể. Con chứa. Không có con chứa. Con gì mà con trong từ tướng có? Con xe. Yeah, con xe anh chị mới nhớ. Rồi, cái này có gì? Con ngựa. Yeah, giỏi đó. Rồi, con này có gì? Con guitar. Cái guitar với cái guitar. Chị chỉ. Con gì ta suy nghĩ. Con chóp. Không phải. Con gì có mũ mà. Con này có mũi đầu không đầu là con gì? Con em mẹ em bự bự nhỏ. Bự 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 nhỏ đó mà hai này khác nhau đó. Bự 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 nhỏ. Chưa rồi đổ xe xe gòi. Xe gòi nó quậy bia nó quậy. Phá hoại. Thôi được rồi. Dạ chỉ được rồi vui rồi. Con này có gì? Thôi dạy em từ từ bình tĩnh thôi. Đúng rồi, chính xác đó chưa? Con này có gì? Từ từ đi biết. Lâu lắm rồi! Con... Gì ta? Cái gì ta? Con... Con lâu lâu lắm rồi đó! Ờ, đây đến cờ, thôi đến cờ với lại. Thôi vậy thôi. Thôi, hai giận rồi kìa. Anh hai giận, đây đến cờ với lại. Thôi dạy em sau nha. Dạy em sau nha. Ba với anh hai đang chơi. À, con này có gì? Con ăn được. Không có điếm nữa. Rồi, không điếm nữa. Thôi đi quay rồi. Rồi không đếm nữa, không đi nữa. Rồi qua đây chơi đi. Rồi em ngồi đem coi nha. Chị Minh ngồi đây coi nha. Nãy giờ mình nói. Rồi chơi tiếp đi. Bi đi chưa đi con ngựa nè.